Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái video để test cặp test DMX. Con này có cấu hình là lắp nhôm và từ 100 và họng của nó là 44. Bây giờ Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cặp test này. Các bác nhìn đi ạ, cái lắp của nó thì đúng như kiểu lắp của con test leo. Chạm là chạm nhún đồng. Lắp nhôm các bác nghe nha. Lắp nhôm. Đấy. Từ 100. Và nó đi kèm con tép thì bộ kẹp tê và kẹp lỗ rất là dày. Con này là thuộc hệ bắt ốc ạ, họng 44 nha các bác nhá. Và ở mặt của nó thì nó được dán một lớp lỉ để chống rung. Và con tép này thì nó được đi kèm cả bộ ốc như này ạ. Các cái mẫu sản phẩm nào, linh kiện đi kèm như nào, Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu như thế. Thế nên các bác có những mẫu nào mà nó không có ốc thì các bác đừng có hỏi Tùng Nguyễn nhá. Đấy, nó đi kèm thì Tùng Nguyễn mới có thể đưa cho các bác. Còn nó không đi kèm, Tùng Nguyễn không có để đưa cho các bác. Đấy, nói cho nó rõ ràng, không đến lúc mua về để bảo ốc của tôi đâu thì chết. Nếu mà có đôi tép này, không có ốc này, các bác có quyền không nhận hàng của em. Đấy, còn loại nào mà em quảng cáo không có ốc thì tất nhiên là nó sẽ là không có. Đây con tép này còn đi kèm ốc. Riêng dòng này và dòng tép B3 của Tùng Nguyễn là sẽ có kèm ốc nha các bác nhá. Họng 44 con tép này rất là hay. Bây giờ Tùng Nguyễn sẽ test nhạc cho các bác nghe. Tính con tép này rất hay. Con tép này đánh với các dòng bát 25 phun đơn, 30 phun đơn. Mà 30 mà các cái cấu hình từ 170 đấy. Vì họng của nó 44. Tiếng tép rất tuyệt vời. Bây giờ Tùng Nguyễn sẽ test nha cho các bác nghe. Tiếng tép nghe rất là đanh, tiếng tắc rất hay ạ. Con tép đêm mấy ngày tiếng rất hay. Tùng Nguyễn xin phép mở nhỏ lại để kẹp lại cái dây này. Bây giờ kẹp trực tiếp phát vào phòng điện và nó cháy tép luôn. Xin dừng video test cặp chép DMX ở đây. Tất cả các mặt hàng nó rời Tùng Nguyễn làm số lượng rất là nhiều, nhưng mà hầu như là Tùng Nguyễn làm video thì chỉ để ra một cặp, hai cặp thôi. Mình cũng không cần phải phô trương hay làm gì cả. Đấy, các bác
tất cả các mã mà nhà Tùng Nguyễn làm, bất kể các bác điện đến sẽ có số lượng để cho anh em thợ, và xe Nguyễn sẽ không báo cháy hàng đâu. Nếu cháy hàng thì cháy hàng độ 2 hoặc 3 hôm thôi, là bên Trung Quốc gửi về là lại có hàng ạ. Đấy. Tùng Nguyễn hôm nay xin dừng video test ở đây. Các bác có nhu cầu đặt hàng đến dòng test DMX từ 100 côn 44 thì đặt hàng bên Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972 068 141. Các bác nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tùng Nguyễn. Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các anh em.